Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với VN. Các bạn thân mến, video hôm nay sẽ là một cái video hỏi đáp. Thì một bạn nam đã hỏi với VN là phụ nữ có thích cái chỗ đó của đàn ông gumby hay là không. Có nghĩa là sao, đó là phụ nữ có thích đàn ông đụ hàng hay là không đó nha các bạn. Và cái việc đó nó còn có làm cho phụ nữ sướng hay là không, thì chúng ta sẽ cùng giải đáp cái thắc mắc đó trong cái video ngày hôm nay. Vậy thì gumby là gì? Gumby hay là gắn bi là một cái hình thức mà chúng ta sẽ gắn những cái viên bi vào cái lớp da ở bên dưới cậu bé. Có nhiều các loại bi nha các bạn, mà các bạn sử dụng như là bi sáp nè, ngọc thạch nè, ngọc trai nè, nhựa nè, hoặc là trân châu. Thì tùy vào cái sở thích của mỗi người và cái túi tiền thì các bạn có thể gắn từ 1 đến 2 viên, thậm chí đó là nam giới có gắn 7 đến 8 viên. Những cái viên bi gắn vào cậu nhỏ hoạt động giống như là cái con lăn ròng rọc. Khi kích thích thì cái chỗ đó nó cứng lên, cũng tăng cái độ to lên của cậu bé các bạn, đồng thời đó là nó sẽ tăng cái khoái cảm chăn gối. Theo nghiên cứu thì kích thước trung bình ở nam giới là 9 cm, còn khi mà nó cứng thì nó đạt đến 13 đến 15 cm, thậm chí là có nhiều người đạt cái kích thước khủng đó là 20 đến 30 cm. Nếu cái kích thước mà khi nó cứng dưới 9 cm á, chu vi thì dưới 6 cm thì được xem là nhỏ. Do đó thì gumby được coi là một cái cách mà giúp cậu nhỏ của các bạn to lớn hơn, hùng dũng hơn, giúp các bạn tự tin hơn trong cái khoảng chăn gối. Vậy thì gumby có tác dụng gì vậy các bạn? Đó, đàn ông gumby để làm gì? Đây là cái câu hỏi của rất nhiều bạn tìm hiểu về cái thủ thuật gumby. Thì gumby không phải ai cũng thực hiện đâu. Thì đây chỉ là cái trào lưu được nam giới tò mò và làm và thích thể hiện ở trong cái vấn đề phòng the. Và là những cái cặp đôi vợ chồng sau sinh rồi các bạn, cho đó bị rộng đó, thì người vợ muốn là cái người chồng của mình gắn vào cái chỗ đó để mà cải thiện cái vấn đề chăn gối. Mình sẽ chia sẻ cái công dụng đó là gumby. Thứ nhất á, đó là tăng cái kích thước chỗ đó. Gumby có thể giúp cái cậu bé của các bạn to hơn về cái kích thước và cái chiều dài. Đây là cái cách mà nhiều bạn có cái kích thước cậu bé hạn chế, có thể đó là giúp to hơn. Đơn giản đó là từ đó nam giới sẽ tự tin hơn về cái vũ khí của mình khi mà xung trận. Thứ hai á, đó là sẽ tăng cái khoái cảm. Những cái viên bi gắn vào cái cậu bé hoạt động giống như là rồng rọc, tăng cái kích thước lên cái cậu nhỏ. Gumby không chỉ đó là giúp cho nữ giới có cái cảm giác đó là sướng hơn, mà còn mang lại cái khoái cảm cho nam. Do những cái viên bi đặt gần những cái dây thần kinh cảm giác và cái dây hãm ở cậu bé, nên mà mỗi lần yêu đó sẽ cho nam giới một cái cảm giác mới lạ, khoái cảm. Thứ ba đó là sẽ kéo dài cái thời gian yêu. Đó, gumby giúp cậu bé có thể tăng cái khoái cảm, anh em có thể đó là tự tin hơn về cái khả năng chăn gối, từ đó thì có thể kéo dài cái thời gian yêu. Thứ tư đó là tăng cái sự tự tin, điều này là tự đương nhiên rồi. Đó, bạn nào có súng ống to dài thường sẽ rất là tự tin hơn trong cái khoảng chăn gối. Do đó thì cái việc gumby có thể đó là làm cái chỗ đó nó to hơn một cách rất là đơn giản, từ đó giúp nam giới trải nghiệm được cái bản lĩnh đàn ông ở cái chuyện giường chiếu. Thứ năm đó là dễ dàng lấy ra. Đó, sau một cái thời gian gumby cái chỗ đó, nếu mà các bạn cảm thấy đó là không cần thiết thì có thể đó là dễ dàng lấy ra bất kỳ lúc nào, không ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Vậy thì tại sao đàn ông sẵn sàng chịu đau vậy các bạn? Để gửi cảm ơn thôi. Chị em thì sẵn sàng chịu đau để làm gì? Bơm vú nè, hút mỡ bụng nè, kéo dài chân, năm cằm sữa mũi, cắt mắt, tẩy trắng, ôi tùm lum tà la hết các bạn. Còn các bạn thì sao? Đó, các bạn cũng không kém phần gian khổ đúng không? Và cả đau đớn nữa. Để mà có một cái sự hãnh diện khi mà kiếm báo được nâng tầm. Lúc này sao đàn ông sẵn sàng chịu đau vậy các bạn? Lý do chủ yếu đó là sự tò mò của các bạn và cả cái ước mơ đạt được những cái hiệu quả ác liệt về cái chuyện chăn gối. Ai mà chả tự hào khi mà trở thành cái ngôi sao trong mắt của chị em, nó nam tính hơn, nhiều bạn tình hơn. Nhiều người cho biết là cái mục đích sâu xa là để bạn tình, không thể nào quên họ, thậm chí đó là chạy theo các bạn luôn. Đó, đàn ông thường bị coi là ích kỷ trong cái vấn đề chăn gối. Nhưng mà khi mà nói chuyện với đàn ông rồi á, thì á, QN nó thấy cái điều nó ngược lại nha. Đó, nam giới dễ dàng đạt đến cái sự thăng hoa nhanh hơn đàn bà. Vì vậy thì họ sử dụng cái việc gumby với cái mong muốn đó là giúp cho bạn tình thăng hoa hơn trong cái chuyện chăn gối. Có những người nói rằng á, bạn tình của họ dễ thăng hoa hơn, tuy nhiên đó là ý kiến chủ quan của các bạn nên mà khó đánh giá được chính xác. Với đàn ông cái cảm giác sung sướng nó không tăng là bao đúng không các bạn?
thì mình nghe tụi con trai nó nói vậy, không biết có đúng không. Thẳng thắn mà nói thì đa số đàn ông gắn bi như vậy là để thỏa mãn cái khoái lạc cho chính bản thân của mình. Nhưng mà cái sự thật có vậy đâu. Chẳng hạn như là nhiều người đeo bi thừa nhận đó là cái sự cọ sát của viên bi làm họ ra sớm. Cũng dễ hiểu thôi các bạn, khi mà các bạn làm cái chuyện đó thì viên bi chạy đó và ép vào cái cậu bé, gây nên cái cảm giác đó là tưng tức. Còn á, các bạn mà đeo khuyên á, thì rất thường mà khi mà giật mình bởi nghe cái tiếng nó lách ca lách cách á, của một cái đám khuyên nó phản chủ. Ở cái này thì mình cũng nghe cái tụi con trai nó nói thôi nha các bạn, trên mấy cái diễn đàn á. Vậy thì có bao kiểu đồ hàng vậy các bạn có biết không? Đó, mình tóm tắt ngắn gọn thôi nha, để mà chúng ta có thể nắm rõ thêm về cái vấn đề này. Thì chúng ta sẽ có là cái bi nè, cái kiếm nè, khuyên nè, chùy nè, dâu rồng nè. Nhưng mà phổ biến nhất vẫn là gắn bi nha. Vì cái kỹ thuật gắn bi nó đơn giản và không gây nhiều đau đớn. Sau khi mà các bạn cấy thì người ta phải dùng tay dây đi dây lại làm cho cái viên bi nó chuyển động. Với vết thương cần khoảng 6 ngày để mà liền. Nếu mà không thích thì các bạn có thể tháo bi ra rất là dễ dàng. Bi không làm xước hay là gây tổn thương cô bé của phụ nữ, vì đã có cái da nó bao bọc cái viên bi rồi các bạn. Một người có thể cấy từ 6 đến 7 bi. Tuy nhiên thì đeo một hoặc là hai viên bi thì được biết đó là tạo cái cảm hứng nhiều nhất cho cả hai nha các bạn. Thì bi có thể là mài nhỏ từ những cái mảnh chai thủy tinh, nhựa hay là đá, hay là những cái món mắc tiền hơn như là ngọc trai, ngọc thạch gì đó các bạn. Thì tùy vào cái túi tiền của mỗi người thôi. Có nhiều người không có tiền thì làm đại. Thì cái này rất là nguy hiểm nha. Thì mình sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề gắn bi nha các bạn. Còn kiếm, khuyên, chùy, dâu rồng á, thì có lẽ là chúng ta sẽ đề cập vào một cái vấn đề khác của một cái video khác. Vì cũng có ít người làm cái vấn đề này lắm các bạn. Chỉ có cái mà gắn bi á, thì nó mới phổ biến thôi. Đó, mấy cái kia thì tương đối nó lâu lành và nó cũng nguy hiểm đó. Thì mình sẽ nói sâu hơn về cái vấn đề gắn bi. Chúng ta sẽ có những kiểu gắn bi như thế này nè các bạn. Các bạn hãy tưởng tượng cái ngón tay của Quyên là của các bạn nha, đó là hơi nhỏ. Thì chúng ta, trên đây là đầu nè. Thì chúng ta sẽ có đơn điểm, tức là một cái thôi, hoặc là kiểu đôi điểm thì nè, một cái nè, hai cái nè, đó là hai bi. Hoặc là kiểu tam điểm, tức là một nè, hai nè, ba nè, đó. Hoặc là kiểu hai hàng, là hai hàng như thế này nè các bạn, đó. Hai hàng bên đây, hàng bên đây ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó. Hai hàng bên đây, 3, 4 bi, 5, 6 bi gì đó. Kiểu đơn vòng là sao? Là nó một vòng qua bên đập cái đầu nè các bạn. Đó, một vòng chấm 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 đó nè. Và là kiểu hai vòng thì nó trên đây là một vòng và dưới đây là một vòng. Đó, đơn giản không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có kiểu phân tách. Ví dụ như là đây nè, trên đây nè, 1, 2 nè. Hoặc là trên đây, trên đây, trên đây. Hoặc là bên đây, bên đây, bên đây. Đó, một cái kiểu nữa là kiểu bất quy tắc, tức là tùm lum tàu la, đây hộp, đây hộp, đây hộp, đây hộp, đây hộp, đây hộp, ta muốn gắn nhiều thì gắn. Nhiều càng nhiều hộp thì càng thích. Cái vấn đề chủ chốt nè, đó là phụ nữ có thích không. Ý kiến khác nhau cho cái vấn đề này. Có nhiều chị em nói là rất là sợ, sau khi quen thì lại nói là rất là sướng, giúp tăng cái cảm giác hưng phấn. Nhưng mà đa số chị em khi mà hỏi cái vấn đề đó là phụ nữ có thích mà đàn ông gắn bi hay là không, đều nhận định một cái câu trả lời đó là rất là sợ, họ sẽ không yêu những người gắn bi. Ngay cả VN nhìn cũng sợ đó các bạn. Đó, một số chị em có bạn tình đeo bi thì họ nói rằng tăng cái cảm giác sau khi mà yêu. Dù lúc đầu là họ rất là sợ, khi mà quen dần thì họ sẽ thấy rất là thích. Thậm chí đó là cảm thấy rất là nhớ khi mà cái người đàn ông đi vắng trong một cái khoảng thời gian. Tuy nhiên thì phần lớn ý kiến trả lời với rất nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau nha các bạn. Giống như là không thích, sợ, hoặc là kinh hoàng. Giống như VN thì VN nói là VN không thích. Bên cạnh đó thì những bạn mạo hiểm phải đối diện với những cái hàng loạt nguy cơ nha. Tức là những cái vật mà các bạn mang vào trong cơ thể nó đều rất là cứng, rất là sắc nhọn, đều có nguy cơ cho cả nam và nữ, vì nó có thể gây nhiễm khuẩn, chảy máu và có cái sự bất thường đối với cái cơ quan sinh sản đối với phụ nữ. Đó, đối với những bạn mà hay xài những cái món đồ giống như là râu rồng, chùy, khuyên gì đó các bạn, hay là kiếm đó. Còn bi thì nó tương đối nhẹ nhàng hơn. Đó thì đàn bà cần tình cảm trước khi mà có cái chuyện đó xảy ra. Với một phụ nữ bình thường thì ngay cả khi mà nhìn thấy những cái vật này á, của các bạn đó, mà họ sẽ có một cái cảm giác đó là sợ phát khiếp á, đã khiến họ có cái cảm giác đó là khô hạn. Khả năng có một cuộc yêu bình thường nó cũng khá là khó khăn. Lý thuyết á, nó là cảm giác phiêu lưu nguy hiểm làm tăng cái cảm hứng á,
thì nó sẽ dừng lại mãi mãi ở cái chỗ đó là sách vở lý thuyết thôi các bạn. Cái cảm giác bất an đã chặn đường cái cảm xúc đó, là còn chưa kể đến những cái hiện hệ lụy như thế này nè. Với những cái món đồ trang sức này, trừ cái món bi ra thì chẳng có một cái gọi là ba con sói nào mà có thể chịu được với những cái bệnh mà lây nhiễm qua cái đường STDs nha. Đặc biệt đó là HIV đang chờ đón các bạn đó. Trong cái bối cảnh đại dịch mà SIDA đang tràn lan thì các bạn phải chú ý đến phụ nữ vì họ rất dễ bị tổn thương và rất dễ bị lây nhiễm. So sánh với nam giới thì phụ nữ dễ bị viêm nhiễm qua cái vấn đề chăn gối không an toàn. Đó, hành vi chăn gối nguy cơ cao của nam giới có thể làm trầm trọng thêm cái vấn đề đó là nhiễm HIV. Việc đeo hoặc là cấy những cái vật và sử dụng những cái dụng cụ kích thích á, cái chuyện ân ái là một cái thực tế ở nước ta. Do xã hội Việt Nam đang mở cửa với thế giới ở bên ngoài và các chuẩn mực xã hội đang thay đổi rất là nhanh chóng. Cái đau á, do đeo cấy thì bản thân khổ chủ đã cảm thấy khổ rồi các bạn, nhưng mà những cái nguy hiểm chờ sẵn thì không phải ai cũng hiểu kỹ. Những cái bệnh lây qua cái đường chăn gối và cái nguy cơ đó là gì các bạn? Đó là cưa súng vĩnh viễn, không phải là giỏ suông của mình đâu nha các bạn. Đó, vì vậy các bạn cần phải tìm hiểu kỹ trước khi làm cái vấn đề này. Cần tìm hiểu những cái cơ sở để mà chúng ta có thể an tâm vào đó để mà làm không gây viêm nhiễm, không gây những vấn đề liên quan đến những cái hậu quả về sau. Cảm ơn các bạn đã xem video của VN ngày hôm nay và mong cái video này đã giải đáp phần nào thắc mắc của các bạn. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của VN nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại.